Có lẽ chưa bao giờ Phong Bạt bị vứt cho ánh mắt chê bai như bây giờ. Mà khổ, nó có tội gì đâu. Một cái dùng để trang trí, một cái thì dùng để căng làm mái che hay bọc phủ đồ. Nhiều lợi ích như vậy mà bị ghét thì lỗi chắc không phải tại Phong Bạt, mà lỗi là ở người Phong Bạt. Giá của một mét phong bạt trên thị trường là khoảng 7.000 đồng. Thế nhưng đấy là khi nó là những cái phong bạt như thế này. Còn khi mà nó là phong bạt theo nghĩa bóng ấy, thì giá trị của nó ấy, lớn đến nỗi người ta còn sợ, nên phải che cả số đi cơ mà. Sở dĩ như vậy vì năm nay phong bạt được hiểu thêm một nghĩa lóng nữa là để chỉ việc mình làm ít nhưng xé ra nhiều, hoặc không phải của mình nhưng vẫn nhận là của mình, là chỉ hành động lối sống cách sống khác so với thực tế. Như tôi chẳng hạn, chỉ cần là một chút chỉnh sửa thì tôi đã đang ở trời Âu. Và trong tuần qua thì cũng có những câu chuyện kiểu như thế. Chuyện kể rằng có một diễn viên nọ công khai người yêu. Công khai xong thì ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vì cô gái kia tài thế. Xinh đẹp, học thạc sĩ ở trường top đầu thế giới, giàu có, đồ hiệu, xe sang. Nói chung là tất tần tật của một tiểu thư châm anh thế Việt. Thế nhưng sáng vừa công khai, chiều đã bị lộ là không có thật, khi cư dân mạng đã phát hiện bức ảnh của cô và một người mẫu bên nước ngoài giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái mặt. Thế rồi cô xin lỗi nhưng nói thêm, ảnh ghép có khác quá nhiều so với thực tế đâu, người ta vẫn dùng AI để chỉnh cơ mà. Rồi tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội. Trước nữa thì là những câu chuyện từ thiện của ai đó, tiền gửi thì ít nhưng Photoshop ra thì nhiều. Khi bị phát hiện, có người vội vàng xin lỗi, người thì tiếp tục chống chế và tiếp tục giả dối khiến người ta ngán ngẩm. Thế nhưng, theo quý vị, tại sao bây giờ sự sống ảo và giả dối lại nhiều đến như thế? Họ phải chịu cái áp lực trong việc là cố gắng tạo ra một cái hình ảnh ngày càng hoàn thiện, hoàn hảo trong mắt người hâm mộ cũng như là cố gắng để tạo được sự chú ý. Thì em nghĩ cái việc này nó cũng là một trong những cái lý do khiến cho họ phải cố gắng tạo dựng nên một cái hình ảnh nó khác xa so với thực tại của mình. Cái việc mà căng phong kẻ bạc ở giới trẻ hiện nay thì cũng chỉ là theo dệt nên những thứ mà mình không có. Và em thấy cái việc mà theo đuổi những cái thứ phù phiếm đấy thì nó thực sự không cần thiết. Họ nhận được cái tín hiệu tích cực từ cái phía khán giả của họ và họ cảm thấy quá là phấn khích, quá là hứng khởi đi khi mà nhận được cái tín hiệu tích cực đó, và họ vì thế họ còn lún sâu hơn vào trong cái vòng xoáy phong bạt này. Và họ cũng khi mà những cái cảm giác kích thích, cảm giác hưng phấn ấy nó bao trùm lấy cái cuộc sống của họ rồi thì họ sẽ không còn quan tâm được là cái điều đó nó có gây cái tác động tiêu cực hay là điều gì đến với họ hay không. Đây nó là một cái lối sống khá là buồn cười. Tại vì em thấy là những cái người như thế, những bạn như thế là họ thực sự là họ chưa hài lòng bản thân họ ấy, họ chưa hài lòng những cái phẩm chất của họ, thế nên là họ mới lựa chọn là tạo ra một cái hình ảnh giả, một hình fake ấy ạ, để gọi là khoe mẽ cho mọi người xung quanh ấy ạ, để mọi người có thể để họ để gây sự chú ý và để mọi người có thể công nhận họ ấy ạ. Bên cạnh việc thu hút đám đông giới trẻ mong muốn có hình tượng như thế thì họ cũng sẽ tạo ra được một hình ảnh gọi là hào nhoáng ở trên mạng xã hội và cũng như là gây ấn tượng mạnh đối với người khác, và từ đó thì danh tiếng và độ nổi tiếng của họ cũng tăng lên. Thực ra năm ngoái chúng tôi đã tổng kết trong một chương trình rằng từ được nhắc tới nhiều nhất của năm 2023 là flex, trào lưu khoe mọi thứ mà mình thấy hãnh diện, dù có thể là khoe khoang hơi quá mức. Thế nhưng chí ít nếu có thật thì khoe ra cũng chẳng sai gì. Thế nên năm nay sự xuất hiện của phong bạt lại bị phản ứng gay gắt hơn, bởi nó đang được hiểu theo nghĩa là che đậy đi cả những thứ bên trong vốn không phải đúng như bên ngoài. Bây giờ thì người sống ảo không thiếu, chẳng qua là chưa bị phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng có những người khi bị phát hiện rồi vẫn không ngại mà tiếp tục sống ảo như thế. Thế nên đã có không ít những thắc mắc rằng liệu người này có bệnh hay không? Thực tế thì nếu mà chúng ta gọi nó là bệnh thì cần phải có những cái chứng minh về mặt lâm sàng, hay là chứng minh của bác sĩ hay là của các nhà khoa học xác định nó là một cái căn bệnh nào đó, hay là về mặt tâm lý học thì cần bác sĩ tâm lý để xác định nó là một cái bệnh. Còn thực tế thì phong bạt mà các bạn trên mạng xã hội đang nói rất là nhiều với nhau như vậy thì nó chỉ là một cái hiện tượng tâm lý chung của đám đông, hay là gọi là một hiện tượng FOMO. Có một số những cái bạn mà hồi nhỏ chúng ta bị tổn thương, thiếu thốn về sự quan tâm của gia đình, sự chăm sóc của gia đình, thì chúng ta sẽ mong muốn là nhiều người quan tâm đến chúng ta để giải quyết cái sự thiếu thốn đó. Và cái thứ hai là để thỏa mãn được cái sự lòng tham, cái sự nổi tiếng của mình và mong muốn được giống như người A, người B, người C, giống như một diễn viên điện ảnh nào đó, giống như một người nổi tiếng nào đó trên thế giới, để chúng ta được cảm thấy sướng và được cảm thấy vui với cái việc đấy.
không phải bệnh, thế nên người ta chỉ có thể dừng sống ảo khi thực sự muốn như thế. Thế nhưng không phải bệnh nhưng có thể gây nghiện, bởi được chú ý cũng là một cảm giác dễ gây nghiện và nó cũng mang lại rất nhiều những lợi ích. Tự họa cho mình một bức tranh trong mơ. Nhiều người tự mượn lời bài này để cho rằng mạng xã hội là nơi mọi thứ đều được tô vẽ, làm đẹp để che đậy đi những khuyết điểm và sự thật. Kinh doanh online, cô gái này không ngần ngại khi chia sẻ cách để trở thành một người thành công trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin cho khách hàng, không ít những cuộc hội thoại buôn bán được cô tự tạo mỗi ngày. Đóng cả hai vai, người bán lẫn người mua. Mình thừa nhận là có. Nhưng mà mình thấy là khi mà mình tăng như thế thì khách hàng người ta nhìn vào người ta cũng thấy là bán hàng ổn ổn, người ta cũng tin tưởng. Với những người kinh doanh thật, không có một nhà kinh doanh nào lúc nào các bạn cũng bán được nhiều hàng và như thế. Khó chịu quá. Bạn có thể lướt next luôn. Mạng xã hội là ảo, nhiều khi mình hơi sống ảo một tí thôi. Không có chuyện treo đầu dê bán thịt chó. Nhập vào có 5.000 nhưng mà cái sản phẩm chất lượng thấp mình bán cho bạn 500.000. Không có chuyện đó xảy ra vừa ở trên trang cá nhân hoặc là bản thân mình. Người tạo dựng hình ảnh để phát triển kinh doanh, nhưng có người lại chọn cách sống này chỉ vì họ muốn được chú ý và khen ngợi từ những người xung quanh. Lương tháng có 5 triệu, nhưng mà cái cuộc sống của mọi người biết đến mình ở trên mạng xã hội ấy, nó là một cái người như kiểu là lương 50 triệu hay là 100 triệu. Mình sẽ đi xoay sở ở khắp nơi để đủ cái chi phí để đi chơi một cái cuộc vui đấy. Đi ăn một buổi ví dụ hết 700, 800, 1 triệu ấy, thì mình chụp rất là nhiều ảnh. Mình chụp rất là nhiều ảnh để mình đăng dần. Mỗi một cái quán đấy là mình chụp nhiều view khác nhau để cho mọi người trên mạng xã hội biết là nó không phải là một quán. Không chỉ đơn thuần là lối sống ảo tưởng khoe khoang, mà trong nhiều trường hợp, đó còn là vũ khí của những kẻ lừa đảo. Trao chọn niềm tin cho người mình cho là uy tín. Chàng trai này phải ngậm ngùi khi số tiền lương của mình chưa thể về đến tay, dù đã gần nửa năm trôi qua. Cái Facebook của anh ấy đăng rất là nhiều các cái bài đi làm chỗ này chỗ kia, ở sự kiện, các cái sự kiện nổi tiếng ấy ạ. Cảm giác là họ vẫn rất là sống bình thường, không có nợ lần gì ai cả. Mượn ảnh, mượn sự giàu có của người khác để thỏa mãn bản thân. Xây dựng hình ảnh thành một con người khác thực tế là công thức chung mà các đối tượng lừa đảo tạo ra. Nhiều khi mình nhắn tin thì họ kẹt tiền, việc gia đình, tháng nay mình chưa lấy tiền, để cuối tháng mình lấy tiền mình thanh toán cho bạn sau. Nhưng mà đến cuối tháng vẫn không thấy gì. Trên Facebook thì thấy đăng tin đi làm này, đi ăn, đi chơi, đi du lịch các thứ rất là nhiều. Nếu mà tính ra cái tiền đi ăn chơi thì sao không thanh toán luôn cho mình. Vừa tức người vừa giận mình. Đó là nạn nhân của sống ảo. Thế nhưng khi sự giả dối được che đậy thật như thế thì làm sao để nhận biết ai đang là người nói dối? Và đây là cẩm nang mà chuyên gia gợi ý. Nhận biết người phông bạt. Cái việc đầu tiên là họ sẽ giống những người flex. Họ đăng lên tất cả những cái hình ảnh đi chơi, đi du lịch hay là sự giỏi giang của mình. Nhưng mà nó sẽ hơi khác một chút. Đó chính là họ hay đăng ở dạng một mình, chứ họ không hay đăng ở dạng là đi cùng gia đình, bạn bè. Và đặc biệt hơn nữa mà nếu mà có ảnh chụp chung bạn bè cũng rất là hạn chế. Và bức ảnh nào thì cũng có họ, còn bạn bè chỉ một vài bức thôi. Và đặc biệt họ không tap bất cứ ai cả. Khi mà chúng ta ở ngoài đời đi, thì mọi người sẽ nhận ra những cái người phông bạt nhiều hơn khi mà họ có một sự thay đổi quá nhanh chóng. Ví dụ như là tuần trước chúng ta gặp đang rất bình thường, nhưng tuần sau tự nhiên đùng phát ăn mặc đồ sang trọng hay là sử dụng xe rất là sang trọng nhiều hơn, rồi bắt đầu trên mạng xã hội đăng rất nhiều hình ảnh profile của sự thành công hay giàu có hơn. Phông bạt nhiều thì sao? Họ cứ chạy đua theo những cái hình mẫu và hình tượng ở trên mạng xã hội, những cái người nổi tiếng, và họ làm quá sức với họ đi. Thì khi mà họ bị quá sức thì tâm lý cũng căng thẳng và cơ thể thì cũng suy nhược, và dần dần thì sẽ dẫn đến những cái bệnh như là trầm cảm hay là tự kỷ. Vâng, khi làm đề tài này tôi nhận thấy có một thực tế rằng nhé, có những người sau nhiều năm cố gắng nổi tiếng mà không ai biết đến thì họ cố tình sống ảo, cố tình bị lộ ra để nổi tiếng.
Nổi tiếng rồi thì họ đi tẩy trắng bằng cách tung ảnh làm việc từ thiện, bằng cách nói những lời đạo lý. Bởi họ cho rằng tẩy trắng thì dễ hơn là cố gắng để nổi tiếng. Thế nhưng liệu có chắc là khi đã bị từng phát hiện là nói dối rồi, bạn có thể dễ dàng làm lại hay không? Mọi người coi đây là một cái hành động để có thể quay xe, quay đầu theo đúng như thuật ngữ của Gen Z ngày nay, để họ có thể tẩy trắng này, rồi có thể coi như là một cách để có thể hiền lương hơn với cả cuộc sống này. Nhưng em nghĩ rằng là các cụ thì vẫn thường nói là của cho đi thì không bằng cách cho đi. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xuất phát từ chính cái tấm lòng của mình. Tốt hơn hết là mình không nên sống phân biệt, mình nên sống với chính giá trị của mình. Bởi vì là mỗi người thì có một giá trị riêng, và nếu mà sống phân biệt thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện ra. Mà bị phát hiện ra rồi thì dù cho có tẩy trắng đi nữa thì cũng sẽ để lại vết nhơ trong cái chặng đường phát triển của mình. Em nghĩ một lúc nào đó khi mà họ nhìn vào trong gương mà họ thấy đây không phải là con người thật của mình ấy, em nghĩ trong phần trong tâm họ sẽ cảm thấy không chút nào đấy gọi là hơi ngại chính bản thân. Là điều đầu tiên mà em cảm nhận được đó chính sự thất vọng ấy. Chắc chắn là vậy, bởi vì là khi mà chứng kiến idol của mình, những người mình đã thực sự thần tượng, coi họ như là một mảnh ghép cho cuộc sống, em hay nói thế, thì khi mà thấy họ sống giả tạo như vậy thì cũng có một chút mình cảm thấy gọi là hụt hẫng ấy. Internet phát triển thì giúp sự sống ảo được dễ dàng khi người ta có thể vơ bừa cái ảnh ở đâu đó rồi nhận là của mình. Thế nhưng Internet, mạng xã hội cũng chẳng khác gì VAR ở trong bóng đá cả. Check VAR trong bóng đá thì chỉ có một tổ trọng tài và một trọng tài đưa ra quyết định cuối. Còn VAR ở trong cuộc đời là hàng nghìn con mắt và cũng hàng trăm nghìn người đưa ra đủ quyết định của riêng họ. Chê trách, dè bỉu, công kích, thậm chí là khinh thường, không tôn trọng. Thế nên có lẽ đừng vội sống ảo chỉ vì thấy xung quanh mọi người hơn mình vì điều gì đó. Và phồng má giả béo, thế nhưng liệu có phồng mãi được không? Đó là câu hỏi mà những người định phông bạt theo tiếng lóng sẽ trả lời.